Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất về điện ảnh Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong video ngày hôm nay. Dù được xếp vào diện thần nhan sở hữu dung mạo xếp vào hàng chứ danh tại làng giải trí Trung Quốc, thế nhưng nhiều mỹ nhân Hoa ngữ vẫn bị đông đảo khán giả đánh giá là những người đẹp thiếu khí chất. Thứ nhất, Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi sinh con trai đầu lòng, vẻ ngoài của Triệu Lệ Dĩnh được khán giả nhận xét là ngày càng lên hương, rạng rỡ theo thời gian. Người đẹp lột xác hoàn toàn luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý tại mỗi sự kiện mình tham gia. Tuy nhiên thì nhiều khán giả cho rằng ngôi sao hạnh phúc đến vạn gia không may mắn sở hữu khí chất tranh xả ngút ngàn như nhiều đồng nghiệp khác trong showbiz, đặc biệt khi chụp tạp chí, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị chê kém sang thiếu khí chất. Thứ hai, Triệu Lộ Tư. Vẻ đẹp trong sáng dễ thương như viên kẹo ngọt của Triệu Lộ Tư được khán giả xứ Trung lẫn quốc tế yêu thích. Tuy nhiên, gương mặt tưởng chừng như là ưu điểm giúp Triệu Lộ Tư hách tuổi lại vô tình khiến khí chất của cô chỉ đạt ở mức trung bình. Visual của nàng tiểu hoa họ Triệu không phù hợp với những concept sắc sảo và độc lạ vì diện mạo kén layout make-up khí chất kém. Khán giả nhận định rằng Triệu Lộ Tư sẽ khó ăn nên làm ra ở lĩnh vực thời trang trong tương lai bởi khí chất bình bình mà bản thân cô đang sở hữu. Thứ ba, Quan Hiểu Đồng. Được coi là một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Hoa ngữ, Quan Hiểu Đồng gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ ngoài dịu dàng, đôi chân như kiếm nhật. Thế nhưng thì công chúng cũng chỉ ra rằng điểm yếu của người đẹp là khí chất nhạt nhòa. Người đẹp cũng chưa có nhiều pose dáng linh hoạt mỗi khi đứng trước ống kính. Quan Hiểu Đồng dù xinh đẹp khả ái là thế nhưng vẫn bị lấn át không thương tiếc mỗi khi đọ sắc với những sao nữ khác. Thứ tư, Cô Lực Na Chát. Cô Lực Na Chát sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, từng được khán giả so sánh với người đồng nghiệp cùng quê hương Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy có diện mạo đỉnh chóp là vậy nhưng Na Chát lại không có được khí chất trời ban, không sang chảnh ngấm từ máu giống như mỹ nhân họ Địch. Khán giả nhận xét rằng khi đứng một mình, Cô Lực Na Chát trông rất xinh đẹp nổi bật. Thế nhưng nữ diễn viên dễ bị chiếm spotlight vì khí chất yếu khi đứng cạnh những mỹ nhân khác trong showbiz. Vậy còn đối bạn thì bạn nghĩ sao về những người nổi tiếng showbiz xinh đẹp tuyệt trần nhưng thiếu khí chất, và hãy chia sẻ với chúng mình nhé. Các bạn có những suy nghĩ gì về những thông tin trên? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới video nhé. Và bây giờ thì Thu Hằng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.